kêu là nó từng cả vụ là nó đi cả đêm cả ngày đi vớt. À rồi, anh ấy còn trẻ không anh? Trẻ, con trẻ tôi luôn. Ô, con trẻ anh? À trời ơi, may mắn quá được gặp anh. Em tên là Khiêu. Khiêu. Dạ vâng, Nguyễn Thị Khiêu. Thì chị cũng muốn hỏi một chút là chị vừa gặp bố Cẩm, là bố vợ của em đấy. Thì đoàn của bọn chị bây giờ là đang cũng muốn đi tìm những cái manh mối. Vì vừa rồi là chị có phỏng vấn một số các cô chú anh chị ở ngoài đầu cầu ấy. Thì được biết là vừa rồi là có hai thi thể của đồng bào Láng Nủ trôi qua đây. Đấy, và họ cũng đã đưa về rồi. Đấy, nhưng mà chị có nghe nói là có một số người gọi là đánh cá này, rồi là kiểu như là đi tìm củi ấy, là cũng có nhìn thấy một vài 4-5 cái thi thể đồng bào nó trôi qua đấy, nhưng mà vì nước lũ quá không có vớt được. Thế thì đoàn bọn chị là mong muốn đi tìm được những cái manh mối để làm sao giúp cho bà con Làng Nủ, nếu như mà họ nắm bắt được thông tin thì họ cũng không phải mất tiền cho thầy bói này, hay là không phải mất tiền, tức là mất tiền oan cho thầy bói để tìm kiếm ở khu vực đấy, hay là thuê máy múc để mất tiền tìm kiếm ở tại khu vực đấy nữa. Thì mình, tức là mình có manh mối mình giúp cho bà con để bà con có thể định hướng để tìm kiếm được người thân của mình. Đấy thì cái đấy mình cũng làm phúc em ạ. Thì hôm nay chị rất là vui được bố em chỉ đến đây là gặp em. Thì cũng được biết là trong thời gian vừa qua là em cũng là tìm kiếm được người ở khu vực đấy ạ. Dạ, em cũng công tác ở trên đồi ban nên là cùng với mọi người anh các ban ngành đoàn thể. Tức là Khiêu là công tác ủy ban đúng không? Em công tác ủy ban luôn. Anh nói. Đấy. Cũng trong thời điểm đó thì nhân dân thì cũng ảnh hưởng nhiều về thiệt hại về người và tài sản. Thì bọn em cũng khu vực ở trên đây thì bọn em cũng không thiệt hại về người, chỉ về tài sản thôi. Nên là có những liên hệ thôi về dạng đất công mộc thì bọn em cũng chính quyền địa phương và cùng với em an ninh này, dân quân thì cùng nhau trục vớt. Vâng, rồi thì hiện lúc đấy thì cũng chưa được người nhà cũng chưa biết được thông tin. Thế là bọn em cùng đoàn là sẽ vớt lên và cho vào bảo quan, rồi mang các thi thể đấy đi chôn tại cái nghĩa trang đó, chôn tại nghĩa trang Ngòi Thắm. Vâng, hiện vừa rồi thì đã có hai nhà nhận được thông tin rồi, tức là xét nghiệm ADN đã biết rồi. Vâng. Thì hiện tại là còn một cô nữa, là nó cô ấy khoảng hơn 30 tuổi thì hiện tại vẫn đang chôn tại nghĩa trang Ngòi Thắm, vẫn chưa ai đến xác minh và về nhận người nhà. Vâng. Còn vừa rồi thì có anh em bọn em với lại đội an ninh cơ sở thì cũng đã đưa bạn bé là bé Linh vâng mang về lên trên Nủ. Bọn em cũng đưa trực tiếp về Làng Nủ luôn, đưa trực tiếp luôn, là để em trai đưa trực tiếp. Vâng. À đây là em trai của Khiêu à? Dạ vâng, em trai Khiêu à? Dạ vâng, em là người trực tiếp đưa bé Linh về đây. Dạ vâng, hôm em là cùng an ninh cơ sở là đưa cùng gia đình là đưa bé Linh về chôn cất với gia đình. Rồi. Em chỉ ngồi đây một chút được không? Thôi để nói chuyện, ta nói chuyện bình thường thôi. Nói chuyện bình thường thoải mái, bởi vì bà con cộng đồng mạng bây giờ cũng rất là quan tâm. Vì thực ra bọn chị là cũng đi làm phước thôi. Nói thẳng ra là mình cũng đi làm phước để mình giúp bà con có thể là định hướng được cái khu vực tìm kiếm ấy em. Đấy, bởi vì bây giờ chị nói thật luôn là bà con người ta chỉ mong muốn tìm được người thân của mình thôi. Đấy, tức là đồng bào là chỉ muốn là lúc sống thì còn nhìn thấy người, mà lúc chết thì phải tìm thấy xác. Đấy, bây giờ mình rất là thương em ạ, còn 7 nạn nhân nữa chưa tìm được. Đấy, thì em cứ tiếp tục câu chuyện đi, cái hôm mà đưa cháu Linh về xong rồi còn một nạn nhân nữa là trôi qua đêm 10 cây đúng không? Tân Lập. Còn một nạn nhân ở xuống Tân Lập thì bên dưới Tân Lập đấy, chỗ ủy ban Tân Lập và các ban ngành cũng đã trục vớt ở và chôn ở đấy. Hiện tại cũng đã đưa về rồi. Rồi đấy là anh Hoàng Văn Giới, thì chị cũng có vừa gọi điện, bởi vì anh Hoàng Văn Giới đấy là em trai của anh trưởng thôn Làng Nủ đấy, em trai của trưởng bản đấy, là cũng đưa luôn về cùng với ngày của cháu Linh đấy em ạ. Đúng cùng ngày luôn đấy. Thì hôm nay cũng xin phép các quý vị là chúng em xin phép là đính chính lại thông tin, bởi vì vừa rồi là em có gọi trực tiếp cho em Hoàng Văn Voi là em trai của anh Diệp trưởng bản
là cũng là em trai của em Hoàng Văn Giới, là một nạn nhân mà cũng đã được gọi là bà con ở dưới khu Tân Lập đã trục vớt được đấy. Vâng, cái đoạn ghi âm đấy vào. Vâng vâng, tí nữa em sẽ cung cấp cái đoạn ghi âm đấy cho các quý vị nghe rõ, là em Hoàng Văn Voi cũng đã xác minh là em Giới cũng đã được đưa về làng Nủ rồi. Vâng, thế còn cái thông tin mà chị được nghe đấy là có một số bà con là đi đánh cá rồi trục vớt qua đấy thì cũng nhìn thấy có một số người nạn nhân trôi qua ấy, thì các em có thông tin? Cái đấy thì hiện tại là em cũng không có thông tin về những cái vấn đề mà bảo là đi nhặt củi hoặc là trôi qua, thì thực sự những cái thông tin đấy nhân dân của Sa Thu Mậu thì đã được tuyên truyền và qua những cái trang mạng xã hội này, rồi thì trên các nhóm fanpage của Thu Mậu về những cái thông tin để có những gì mà ví dụ như xác người trôi qua khu vực đất Thu Mậu thì bắt gọi là phải giữ lại hoặc là sẽ báo lên chính quyền địa phương. Và thì hiện tại theo thông tin của em thì cũng không được nắm về những cái thông tin đó. Không có. Tức là về phía chính quyền là bởi vì là chúng ta không nhìn thấy trực tiếp, không được nói đấy, nên là chúng ta không được phát ngôn. Dạ, vâng, chỉ là gọi là những cái người nghe mà người ta đánh cá hay là những người đi bán cá thì người ta nghe thì người ta đồn thôi. Dạ, vâng, nhưng mà thực tế ra thì chị hiểu là các em cũng là những người làm ở trong ủy ban và các em cũng không thể nào mà dám phát ngôn khi mà cái thông tin nó chưa chính xác được. Dạ, đúng. Đấy, còn đương nhiên là người dân, ví dụ người ta đi đánh cá qua, người ta nhìn thấy thì người ta nói. Thì chị nghĩ rằng những cái việc tâm linh đó nó cũng có những cái cơ sở để cho chúng ta có những cái nghi vấn thôi. Đấy, để có thể giúp được bà con định hướng là à, có thể là 7 cái thi thể đấy còn nằm lại ở làng Nủ hoặc cũng có thể nó trôi đi rồi. Dạ. Đấy, thì để bà con cũng nắm được, bà con khoanh vùng tìm kiếm. Vâng. Dạ, vâng. Đấy. Thì nói chung là theo anh là để cho bà con đỡ phải mất thêm tiền cho thầy này. Đúng rồi. Thì thầy vừa rồi cắm cờ mất 17 triệu cho anh Lương Béo, anh nói đấy. Là gia đình người ta đi đến thầy bảo lại mất 17 triệu cho thầy là cắm cờ nhưng có tìm thấy đâu. Dạ. Cái thứ hai nữa là đấy, để gia đình cũng yên tâm. Đấy, ví dụ vậy. Chứ bây giờ cứ tìm kiếm trong mong mỏi nó cũng khó. Các em có nhận anh không? Đúng rồi, cái đấy thì bọn em cũng đồng tình ý kiến đấy thôi. Ừ. Thực sự luôn là cũng như bọn em này thì giúp được đến đâu thì bọn em là sẵn sàng giúp từ A đến Z. Có cái thi thể đầu tiên thì trôi về trong ngò trang của xã Thu Mậu thì hôm đấy cũng vừa mưa to, tối đến lúc mà chôn cất xong mà cái em trực tiếp tham gia luôn đấy, cái đồng chí đấy, cái thi thể đấy chôn cất xong thì cũng đã giờ khoảng gần 9 giờ tối. Chôn cất này nghĩa trang trung tâm. Thế bây giờ là anh muốn em kể lại là ở đây là em bọn em vớt được, lực lượng bọn em là vớt được bao nhiêu người? Báo cáo với anh là trong ở địa phận và anh em của xã Thu Mậu thì chúng vớt được ba thi thể rồi. Mấy nam mấy nữ? Một nam hai nữ. Một nam hai nữ rồi. Okay. Hiện tại đang còn một nữ khoảng 30 tuổi. Một nữ nó cũng phải rơi trung tuổi, hơn 30 tuổi gì đấy. Hơn 30 tuổi rồi. Chưa được ai nhận về. Nhưng mà ở đây là cũng đã phát đi thông báo cho các địa phương có khác rồi. Có phát đi hết ạ. Vâng, có phát đi rồi. Và vẫn đang giữ lại các cái mẫu để xét nghiệm. Có, đã gửi vào công an huyện để xét nghiệm vậy. Thế thì không biết là ở đâu trôi về nhỉ? Dạ. Mà có phải cái mộ mà cạnh giữa là mộ về cháu Linh với cái mộ đấy không? Vâng, ngay giữa cái cây đấy đúng không? Vâng, đúng cái cây đấy. Đấy, đây em đi ở đây rồi. Vâng, chính bản thân em đi chôn cất ở đấy. Hai thi thể đấy là ở để gần nhau đấy luôn. Còn em anh Voi là Hoàng Văn Giới là ở em Tân là Lập. Anh nhỉ? Đấy anh là... trai của Voi. Anh đấy. Trai của Voi là Hoàng Văn Giới là vớt ở tên Tân Lập. Thì xin đính chính lại quý vị luôn là cũng cùng ngày hôm mà đưa cháu Linh về ấy, là anh em nhà Voi cũng đưa anh Giới về rồi đúng không? Đúng rồi, bà đã đưa về rồi. Chuẩn xác hôm nay à? Đang đúng rồi ạ. Đi khoảng 13 cây. Vâng.
cho chị hỏi một chút là em có thể kể lại cái lúc mà mình trục vớt được cái thi thể của cháu Linh với một vài bà con đồng bào nữa đấy, thì công tác của mình có gặp nhiều khó khăn không? Công tác trục vớt ấy. Trục vớt thì cũng thực sự là những cái thi thể đấy thì trôi và cũng đã ngấm đủ nước và đến trương gọi là nó trương lên rồi. Vâng, bắt đầu vừa những cái bộ phận ra rồi thì thực sự cũng rất là khó khăn cũng về cái vật chất và cái dụng cụ của mình cũng chưa đủ. Vâng, dụ như có một cái túi đựng xác chẳng hạn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy thì thực sự là như các áo quan phải dùng cái loại ngoại cớ thì mới có thể nhét vào được. Ôi trời ơi, thế á? Phải bật. Bởi vì là người như cháu Linh ấy thì bình thường cháu cũng chỉ bé đấy. Thì cháu mới 10 tuổi mà. Vâng, thì đến lúc mà vớt cháu lên, cháu chưa lấy hết lên thì không được nguyên vẹn nữa đâu. Không nguyên vẹn nữa. Trông rất là xót xa và tương tâm. Xót xa, tương tâm. Và lúc đấy là nó đã trương lên rồi và nó cũng bắt đầu phân hủy. Dạ đúng không? Dạ vâng. Cũng chân thành cảm ơn anh chị thì đã đến giúp đỡ bà con của nhân dân làng Nủ với anh em chia sẻ với anh em đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Thì em cũng biết nói chân thành cảm ơn cảm ơn anh chị. Vâng, sau đây thì em cũng biết đến đâu thì em cũng okay, đã, chị cảm ơn kể đến đó thì nếu mà chị muốn biết thêm chi tiết thì chị xuống ủy ban gặp đồng chí Nguyễn Tuyên Hoàng, trưởng công an xã. Vâng, thì anh sẽ trực tiếp để chia sẻ với chị và cộng đồng mạng. Rồi, chị cảm ơn theo nhé, cảm ơn em rất nhiều, chúc sức khỏe em nhé. Dạ. Cháu mơ thấy là hôm kia là chưa về rồi. Vâng. Con đây ở trên kia họ đang tìm kiếm các bạn ạ. Con của phát hiện được xác người rồi. Vâng. Cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Cháu chúc chú mạnh khỏe nhá. Chắc con đấy ở bên đi đường này lên được. Đấy. Đấy. Ăn đi bàn tay lên nó mới kém kéo mà.